Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã quan tâm đến kênh của Handmade TV. Và hôm nay thì tôi mới có dịp để quay trở lại giới thiệu các bạn sản phẩm thứ 3 do tôi làm, đó chính là mô hình quạt đứng lửng, hay còn có gọi tên gọi khác gọi là quạt đứng mini, được làm từ bìa mô hình. Và nguyên liệu này thì các bạn có thể mua tại các cửa hàng phụ kiện làm bằng tay handmade, hoặc là đến các trường đại học kiến trúc để có thể mua được những chiếc bìa mô hình này. Đây là loại bìa mô hình 2mm, rất thông dụng, chỉ có 20.000 một tấm. Về thiết kế của chiếc quạt này thì không có gì thay đổi. Cánh thì tôi có cải tiến để nhằm cho chiếc quạt này hoạt động êm ái hơn, không tạo ra tiếng ồn. Động cơ tôi có mua ở chợ rời, công nhận là nó tiết kiệm điện hơn so với thế hệ trước, nó không kêu to. Về hình thức thì nó không thay đổi gì nhiều so với mô hình quạt treo. Tôi vẫn thiết kế đó là chiếc quạt có thể ngửa lên ngửa xuống được và xoay sang bên trái và bên phải để điều chỉnh hướng. Một điểm nữa mà mô hình quạt đứng mini này, đó là tôi đã tích hợp đèn LED 7 màu. Có hai mục đích, đó là vừa là trang trí, thứ hai là các bạn nếu mà không có nhu cầu dùng quạt thì có thể làm biến chiếc quạt này thành đèn ngủ. Và chiếc quạt này thì tôi đã có thiết kế nguyên khối. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là sản phẩm được thiết kế nguyên khối, không được tháo bằng bất cứ hình thức nào, rất là chắc chắn. Đây là ký hiệu tôi có ghi ở đây, chức năng mới tôi sẽ giới thiệu ngay luôn bây giờ. Đó là quạt có thể điều chỉnh độ cao thấp được. Đấy, không bị lỏng. Và điểm mới nữa đó là tôi đã tích hợp được dây chuẩn USB để cắm được, tương thích được mọi thiết bị có hỗ trợ cổng USB 2.0 hoặc 3.0. Công tắc thì tôi thiết kế độc lập, không bị ảnh hưởng. Đây là điều khiển công tắc đèn và đây là điều khiển công tắc quạt. Để cho chiếc quạt được hoạt động tốt hơn thì tôi đã khoét nhiều lỗ để nó có thể tỏa nhiệt được đều hơn, không bị nóng máy. Bây giờ thì tôi sẽ cho chiếc quạt này hoạt động. Cắm cánh quạt vào. Bây giờ thì tôi sẽ bật quạt. Đấy, và quạt chạy. Có thể điều chỉnh độ cao, độ thấp được. Không bị lỏng. Đấy. Rồi. Chức năng thứ hai đó là đèn LED 7 màu, vừa có thể trang trí và vừa làm đèn ngủ được. Và tôi sẽ buông rèm xuống thì các bạn mới có thể nhìn rõ được. Đây. Đây. Đèn đang chuyển sang màu xanh. Vì do tôi quay ở ban ngày, nếu mà ở ban tối thì các bạn có thể xem chi tiết hình ảnh tại fanpage của Handmade, dự án là mô hình ở trên Facebook. Và khi mà quạt tắt thì nó sẽ quay trở về đèn đỏ ban đầu. Đấy, quạt sẽ quay trở đèn đỏ ban đầu. Và khi bật lại thì quạt sẽ quay trở về đèn đỏ ban đầu. À.
cảm ơn các bạn đã theo dõi video.